Mình xin kính chào quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành những phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2019. Mình sẽ giới thiệu với anh chị một sản phẩm mang thương hiệu Rewind, nhập từ thị trường Mỹ về. Mã của nó là DCR010. Đó chính là cái loa Bluetooth vừa sử dụng điện và vừa sử dụng pin của hãng Rewind. Và sử dụng pin thì nó sử dụng hai loại pin 12V hoặc là 20V. Với cái mã là DCR010. Mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua sản phẩm. Rồi, bên trong nó cho mình một cái sợi dây. Và đây là cái loa của hãng Rewind. Rất là nhỏ gọn, thực sự làm rất là đẹp. Yeah. Này trên đây nó có những cái nút chỉnh volume cộng trừ, nút bật nguồn. Ở đây là nút kết nối Bluetooth, nút chạy hoặc là dừng lại, chạy nhanh lùi về và chạy nhanh chạy tới. Đây là cái thiết kế hết sức là đẹp của hãng Rewind, làm cái loa hết sức là nhỏ và gọn. Đây chính là cái cổng sử dụng dây điện. Và đây chính là cái sử dụng pin 12V hoặc là 20V của hãng. Chúng ta sẽ cùng nhau xem qua thông số kỹ thuật của máy. Và đây chính là cái thông số kỹ thuật, mã của nó là DCR010, Bluetooth speaker. Cái này chỉ là giống như cái loa kết nối Bluetooth mà thôi, không có cái dàn đầu đĩa hay gì. Cái đó là một mô đình khác. Sử dụng pin 12 hoặc 20V. Nếu mà sử dụng điện thì sử dụng điện nguồn vào 120V 60Hz 0.8A. Cho nên cái sử dụng điện anh chị phải sử dụng cái biến thế chuyển từ 220 xuống 110. USB output 5V 2.1A. Này nó có cái chức năng sạc nữa. Và sản phẩm này đạt tiêu chuẩn chất lượng tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Nó sản xuất tại Trung Quốc. Riêng cái loa phụ kiện này thì sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà nó đang bán ở thị trường Mỹ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái loa. Đây là au. Đây nó có cái dây ra. Rồi, đây cái dây USB. USB này để sạc, chính là cái output. Sạc này là sạc 2.1, cũng là dạng sạc nhanh. Rồi, thì cái loa nó rất là đơn giản vậy thôi. Và sau đây mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau nghe trải nghiệm cái loa Rewind. Còn anh bên tôi, đời là xuân với vạn câu cười. Ngày còn anh bên tôi, trăm niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn anh bên tôi, ngày thần tiên như dấu lên ngôi. Tiếng đẹp lời em trên môi, có gì đẹp hơn anh ơi. Ngày còn anh bên tôi là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn anh bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tối. Ngày còn anh bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi. Gió lòng chiều ru chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời. Một lần
lần cho mãi mãi xa nhau từ đây. Thôi hết rồi mơ ước xưa, để rồi anh xa tôi, trời vào thu lá đổ ngập lòng. Để rồi anh xa tôi, cho mùa đông tuyết răng ngập lối. Còn gì đây anh ơi, còn lại đây trong phút giây thôi. Giữ đời lần cuối cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Và đây chúng ta đang nghe ca khúc Ngày Còn Anh Bên Tôi do Diễm Thùy trình bày. Thì cái loa này thể hiện rất là rõ về cái giọng chép bass, giọng ngân của ca sĩ nghe cũng rất là chuẩn và hay. Thì đây nó có trên cái tay quai, nó có thể để cho mình một cái vị trí để cái điện thoại lên. Và đồng thời có USB bên hông, chúng ta có thể vừa cắm sạc mà vừa nghe. Rất là chuẩn. Nói chung cái loa này dạng như sách đi di động mà chúng ta nghe rất là đã. Mặc dù cái không gian sắp tôi đang quay rất là loãng, nhưng mà nghe âm thanh của loa Dewalt DCA010 cũng rất là chất. Và còn cái kết nối của loa với cái điện thoại rất đơn giản, ta bật nút nguồn rồi chúng ta sẽ bật cái Bluetooth của điện thoại lên và nó sẽ kết nối. Rất là đơn giản thôi. Và trong cái tên kết nối nó sẽ ghi là DCR010. Rồi chúng ta sẽ nghe nốt đoạn còn lại trong cái bài hát này. Còn anh bên tôi, trong niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn anh bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu lên ngôi. Tiếng đẹp lời thăm trên môi, có gì đẹp hơn anh ơi. Ngày còn anh bên tôi, là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn anh bên tôi, chẳng còn soi bước tôi về tối. Ngày còn anh bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi. Gió lòng chiều rũ chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời. Khóc một lần cho mãi mãi xa nhau từ đây. Thôi hết rồi mơ ước xưa, để rồi anh xa tôi, trời vào thu lá đổ ngập lòng. Để rồi anh xa tôi, cho mùa đông tuyết răng ngập lối. Lại đây trong phút giây thôi, giữ đời lần cuối cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Giữ đời lần cuối cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để xem chương trình giới thiệu sản phẩm của Shoptun. Cái loa này Shoptun đang bán mức giá là 3.900.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Mọi nút trên đây đều điều khiển thay cho cái di động, rất là tiện.
anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc áp Zalo số 0823978258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.